Ôi dồi, cái xác cá xanh kỳ bành kilo không, con nào lấy cái nái nái không mà con nè. Quá vậy. Lặng lặng mà nghe tôi kéo con gì lên, gì lên con cá gì đây, cá gì đây. Hết hồn. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Bây giờ khoảng 5 giờ chiều rồi cả nhà ơi. Tùng đang trên xuồng câu của em Nhí. Anh em mình hôm nay đi thăm đường câu mà em Nhí giăng hồi trưa. Nãy giờ cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Đây là em Nhí mình nè cả nhà ơi. Thấy cái thùng mình không Nhí? Nha lắm. Thấy là thùng vàng vàng đúng không? Ok ok. Ở đâu bắt vô cái thùng rồi đó. Rồi nó xoay tròn tròn luôn á, không biết đường gà luôn á. Ủa sao kiểu thật quắn luôn các bự. Em bỏ xuống đó cái em vòng vô đó, cái em vòng qua đây, cái em vòng sẽ xuống. Cái nó có một nhúm chỗ này luôn. Hết biết kìa chứ. Này sống nhiều quá, cũng cao không? Nước chảy dữ vậy ta. Mình cuốn về với mình hả? Hả? Phải không? Sao? Mình cuốn về với mình. Cuốn vô đó cái nó mộng qua đó, mộng. Tóm lại là mình có là lòng vòng cho nó. Vậy chứ? Không có qua cái màu vàng đó hả? Ừ. À. Em tính nhăn vậy chứ. Mà nó cứ quay tròn 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 đây hoài hả? Ok. Rảnh không? Quấn 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 cái gì? Rồi quấn người quấn. Gì đâu mà thùng phao quá trời thùng phao không biết. Bệnh nào. Được rồi, giờ anh em mình bắt đầu thăm câu cả nhà ơi. Hôm nay em Nhí mình móc mồi tép gông cả nhà. Có tép bầu không? Không. Tép gông không luôn hả? Cái viền nhỏ à. Giờ tới đó nó mọc lên cái cứ nước xuôi lại à. Nước chảy kiểu này có cá cũng khó biết ha, kéo nặng quá chừng còn hang lai lộn nữa. Chưa qua mấy giờ? Chưa qua giờ nè. Ủa cá khác có nhiều cá khác luôn. Nãy giờ quên coi nữa. Em Nhí mình vừa giăng lưới cá sát rồi vừa giăng câu nữa coi. Không ngại làm cá sát cũng có lý lắm mà. Nước nó đầm bữa đầm bữa không. Chạy quá chừng vậy. Mấy cục gạch là thuốc hấp dẫn nè. Hôm gà anh em mình hẹn mấy lần rồi cả nhà ơi. Hẹn đi giăng câu. Mà mua tép gông về để cái chết. Anh nhắn tin anh Tùng ơi, tép anh em chết nữa rồi. Gần tới giờ mà đi giăng câu mà nghe tin thấy điện thoại báo tin nhắn mà của em Nhí là Tùng hơi rung rồi đó cả nhà. Tiên nhắn là coi là tép em chết nữa rồi, là không có mồi đi là nghỉ bữa đó rồi. Tới bữa nay cũng có chết mớ nữa hả? Đó, chết mớ. À. Tép nhiều khi mình mua về nó bị yếu, với lại bên nhà em Nhí thì
cho con rạch nhỏ, sông nhỏ hơn ở bên đây. Nên cái nước nó không có được tốt bằng ở bên đây. Nhiều khi mấy con tép đó nó yếu cái là nó dễ chết đó. Nhiều mấy con đó nó cho dù nó yếu yếu chứ thả gọng ở bên cái nước ở bên sông tiền của anh em mình bên bè mà, thì đỡ. Sống như ơi, sống ghe bự rồi. Coi chừng. Sống bự. Nè, tới rồi kìa. Nè, nè, nè. Nè, ướt mình nè, nè. Nè, nè. Ướt mình. Đó rồi. Có gì anh thông báo cho. Dạ. Cái viền câu tép gông mà mỗi lần ủi là anh em mình lo lắng à. Cái viền câu này nhỏ lắm. Mà giờ dướng nạn là buộc phải ủi rồi. Rồi. Không sao rồi. Không sao rồi. Người tình hình sao? Tình hình chào ai không? Không biết được nhiều gà luôn. Đã nhường nhường trong đây mà. Đại tình rất yêu nên chạy lên lại nhà. Tình hình là bây giờ câu bị đứt rồi cả nhà ơi. Anh em mình đợi nước cái viên chút xíu nữa rồi mấy gà mới cuốn tiếp được. Bây giờ anh em mình chạy về bè. Nãy giờ cuốn được khoảng 100 lữ không? Cộng 2 cuốn được 60 lữ. Cộng 100 lữ nữa. Chưa có ngá nào trơn, đứt câu rồi giờ trời. Chưa trơn mà lỗ 100 ngàn nữa đó. Gán lên chút xíu nữa lấy lại. Tình hình là anh em mình gần hết xăng rồi, mà gần tới nhà rồi, không biết tới được không cả nhà ơi. Được, được. Được không, được không? Hên quá chút xíu nó bơi rồi. Hên. Bây giờ anh em mình tiếp tục lên đường cả nhà ơi. Nhí. Cố gắng. Lấy lại trong câu hết rồi. Kìa, hỏi anh hai còn cái thùng phao không? Ê. Anh hai tèo nãy giờ lấy cái chiếc ghe lưới đó cả nhà, đi ủi lục bình. Lục bình nãy giờ nó vô trong phía trong nhiều lắm. À, anh hai cũ nè, anh hai Tùng nè, với lại anh Lộc. Nãy giờ mấy anh em mình dùng mấy chiếc ghe để mình ủi lục bình ra. Phía trong kia nó kẹt cứng hết trơn. Lấy lại những gì đã mất lên nha. Hồi nãy đầu được. Trên hồi nãy bị đứt rồi cả nhà. Anh em mình xuống đầu dưới này cứu lên. Thì nước dịu mới cuốn từ đây được. Thấy tốc độ màn hờ chứ không. Giờ này là đói gung tay à, không có quấn dây phao nha. Với lại nãy anh quấn như phao tự nhiên bị đứt câu nha. Giờ này không dám quấn. Ồ, số 19 ha. Được. Số 19 Quang Hải ha. Anh quấn vợ quá nè. Số 19 hồi xưa, hồi trước là của Luca Moritz nữa nè. Giờ này là số 19 thuộc về em nhí mình. Ừ. Mà không có đá banh nha. Đi quấn câu. Anh nghe. Tới mỏ à? Có làm gì không thì chờ xíu đi. À.
con hoặc là lấy giống lại. Nghe coi. Cái lô tô nè. Chưa nghe. À, nghe. Con mấy gì ra là chưa con nghe mấy. Gì thôi. Hên đó ngoài lục bình rồi. Trời trời không có con gì đâu mà anh. Có khi nào ở này mình lập kỳ tích không? Không. Không muốn vậy đâu à. Bởi vì trên đời lập kỷ lục mà không muốn hả Nhi? Hay vậy. Biết đâu ở này mình làm nên lịch sử của cái môn nhân câu này rồi sao? Nhân câu téo mà không có con nào. Thôi không vui rồi đó. Là mình lịch sử luôn á. Nhân câu ốc đồ không có con nào là chuyện bình thường. Dính cần lấy niềm tin này. Bắt đầu căng thẳng rồi đó nha. Đôi mắt cậu buồn hiu rồi. Rung rồi. Kiểu này chắc tối ngủ vèo quá. Hồi nãy trên bè em Nhí pha cho Tùng ly cà phê đó nha. Pha cho cổ Út với anh Nghĩa. Với đây mấy anh em mình nữa. Thì ly của Tùng thì uống trễ nên mình đem xuống xuồng mình đi thăm câu mình vô uống luôn. Cảm ơn Nhí luôn nha. Quên nữa. Nhí này pha cho Tùng. Mời cả nhà ly cà phê uống tình nghĩa với mình. Bây giờ mới hấp cà phê là thấy búng búng lên rồi thấy chưa? Thấy cây búng búng lên rồi thấy chưa? Nhai gục đá nè. Đó, nhai gục đá bắt con cá nè. Chưa thấy con nào chạy luôn nè. Chưa thấy con nào chạy mà mũi cắn ngứa quá ngứa nè. Hoàng hôn đẹp quá cả nhà ơi. Đừng quay cho cả nhà xem cảnh hoàng hôn lấy hên lại. Bên đó là hướng về Sa Đéc, về An Giang, hướng Tây. Mình trở lại với anh em mình thì nãy giờ chưa có con gái nào hết. Bật đèn cho sáng cho hên nè. Một con lấy giống nè. Còn không lấy giống là đứt giống nè. Dính con ký gữ thôi là lời nhẹ nhẹ rồi đó. Thu được nha. Chủ gì cũng lời nhẹ nhẹ. Con ký rồi giống mà. Ừ. Không dính con ký là đứt giống luôn. Tắt đèn lấy hên nè. Bật đèn lấy hên lên nè. Mà cá đâu nè. Anh hết phép rồi nha Nhi. Em cũng hết phép luôn rồi đó. bao nhiêu là anh vận dụng hết rồi đó. Từ câu ự tới câu nhỏ luôn nè. Mà anh ngồi anh đứng rồi đủ thứ trò hết trơn. Nằm. Lăn. Lớp bò đó. Rồi tắt đèn bật đèn. Đó hết phép rồi đó. Biết đâu mình ngồi lâu câu cá bự. Mình kéo câu kéo lên con cá bành kilo. Em nghĩ mình có dịp đóng lại sạp mới luôn nè. Sao ở nhà cậu Út có mới dán nào chưa Nhí? Hỏi cậu Út ở nhà có chuẩn bị cho em mới dán nào chưa để đóng cái sạp nè. Có, tại em chờ ấy thì làm lại cái xuồng nữa. Vậy là có dán à ha? Ừ. Cái xuồng đợi chạy tét đây, đợi em nói anh đó chưa lôi lên bờ làm lại được. Để lôi lên làm luôn, mới biết đường đâu. Tệ quá tệ rồi. Dán cũng một mười mấy sạp, nhất là mấy cái sạp, mấy cây công, mấy cây đà nè. Quá trời một. Xuồng cổ đó trời. Trong ba chiếc xuồng, xuồng em cổ nhất đó. Nhỏ thì bây giờ là nó nhỏ nhất luôn rồi đó. Nhỏ
Sườn gấu giờ là chắc nhất đúng không? Tại mới làm mà. Nói chung cũng làm mà cũng mua sườn cũ không chứ giờ sườn đâu có đóng sườn mới. Mấy sườn cây giờ ít ai đóng lắm nè ơi. Không có uống nữa được không ta? Sao anh? Có hoài không thấy cá nào chứ. Nó còn mồi hết đi. Không có hả? Đó đó, sắp dính cá hay gì ơi. Sao sắp dính cá hay gì ơi. Có nhảy cái gì? Trời ơi, mừng quá. Cá sủ. Con cá sủ đầu tiên 200 gram. Chắc là con có cá sủ cuối cùng. Ê, chưa ông ơi. Đâu, để coi rồi nó có dính bầy không. Đi có anh em gì à, anh em bạn bè gì, bơi chung nó không? Có em ơi, thấy cái vây bên đây nó làm như nó mòn mòn rồi, như có con nào bơi chung đó nè. Còn không? Ghê không? Coi vẫy cá còn hơn coi vẫy gà nữa, ha, ghê không? Ghê. Đó, trời ơi, chút xíu nó làm lịch sử rồi. Vậy mà dính đường con, thiệt là hên quá đi. Tôi chưa phải là người đó hả? Anh Nhi, tôi chưa phải là người đó. Chút xíu nữa. Người đó không phải là tôi. Xíu nữa, thử coi. Biết chừng nào có người phá được cái lực của em. Từ hồi xưa tới giờ em nhăn câu luôn. Mà tính ra không chừng tính ra phải. Còn ông nội, hỏi ông nội luôn. Tính từ thời ông nội luôn. Chưa ai làm được chuyện đó luôn đó. Bình góc lên cá nè. Dạ, sao nặng vậy? Trời ơi, dưỡng nặng à? Gì ta? Tới khúc mà dưỡng nặng là anh rung rồi nha. Chưa sao. Lên rồi. Mới bắt 100 câu không lẽ mắc nữa hết câu luôn á. Vừa tóm câu mới luôn á. Này một hống như mũi quá chừng. Lặng lặng mà nghe tôi kéo con gì lên. Gì lên con cá gì đây, cá gì đây. Hết hồn. Xấu đánh đổ đầu, xà lan chạy đầu kết quá. Nó tới rồi hả? Tới vậy, hết hồn. Anh đen giờ mà yên tâm. Tự nhiên nghe ào ào ào. Em bị vô bị xà lan chạy sát bên vậy hoài hả? Hết câu rồi cả nhà ơi. Khà khà vào cá chứ muốn quỳnh cho ta. Bây giờ anh nói cứ nghe nè. Bây giờ còn nước còn sớm mình đừng có về. Mình đi dân lưới đi. Trên con tài lưới được không? Còn đổi chiến thật liền anh. Đi dứt. Đi dân lưới thêm để thôi là vợ không cho vô nhà luôn á. Dứt liền. Bỏ cá sủi vô đục cho sống anh. Lỡ rồi nuôi nó luôn không? Sống con này sống. Sống không? Sống. Nên mở đục quá. Nè. Mày. Trong này con mớ cá. Cá út nè. Sát nè. À, quên hồi trưa em nhí mình nói có đi dân đứa cá sát nè. Được mớ cá sát với cá út nữa. Dạ rồi, bây giờ anh em mình tiếp tục chiến đấu đi. Anh để đâu đằng sau để yên vị trí cho tàu giùm em ơi. Thôi rồi con gà cá sát nè. Bình thường hên đó. Thì cá sát thì tấm vải nè cả nhà nó. Sao em thấy nước nó đưa xuống vậy trời? Có ông nào bổ không nhỉ? Gì? Coi coi. Cố gắng cả nhà ơi. Kêu bên này sao vậy? Cá ít rồi. Nói chung là em nhỉ cố gắng kiếm thêm về nuôi vợ con mới được cái nhiêu đây là không đủ chỉ tiêu hôm nay đâu. Hát đêm mây. Trời ơi, nãy giờ mới ra. Đêm mây à nghe. Tờ lưới ra này hồi trưa em nhí mình văng. Hồi trưa được mấy cái cá sát độ hay? Mấy còn không được ký nữa. Đi hả? Thất hả? Hồi trưa thất rồi xong rồi câu thất luôn. Câu lỗ luôn. Ai cũng thật trưa giờ này chứ. Còn bộ lưới cả nhà ơi. Đây là lưới cá sát 4 phần.
mình thả theo cách là thả ngậm sát đáy sông. Mình dằn những cái viên nhật thẻ nè. Còn phía trên thì mình có những cái phao lưng. Cái tay lưới này cách đóng thì giống như là lưới neo, lưới thươi đó, lưới tấc ba gì đó cả nhà. Nhưng mà lưới này nhỏ hơn thôi, bắt là cá sát. Anh coi cái phao nó có dướng cái bánh lái không đồng? Như dướng rồi. Cái bồ nóng không đây? Nóng á. Rồi, rồi đi rồi. Ủa đi em ơi, chó nó sủa kệ nó, ủa đi. Đâu có, em đang canh. Chứ không phải trời tới sủa à. Canh tịch mới được. Tình hình sao, cũng luôn ha. Ngâm nãy giờ được 30 phút rồi. Không dám ngâm lâu nữa. Ngâm vừa phải không? Thôi lên thử coi nó dính con gì trước. Rồi mình ngồi đó mình đợi thế hả? Bối thử à. Bối què đầu lưới. Em nghĩ là nó sẽ dính con cá sinh kỳ trước. Anh nói cá sát trước. Trời ơi, em với anh sai hết rồi. Điều lo sợ. Điều lo sợ đã xảy ra. Nghi nghi vậy. Dính cá út dưới là cả nhà ơi. Sao sao. Con thứ hai vẫn là con cá út. Hơi rung rồi nha. Có anh cá út vành là có anh cá út. Tức quá, tính chờ rồi. Còn nữa, không lẽ còn cá út nữa sao? Oh no, oh no. Còn cá út, nó mãi là còn cá út luôn rồi. Ba con rồi, được rồi đó. Ngưng đi, đợi đi. Lưới không mất ngoài. Cứ luôn hả? Dao rồi. Bốn con cá út. Hình như thế, anh thấy nó càng ngày càng bự nha ơi. Cá bự. Nó bạn em vẫn là con cá sinh kỳ chứ. Anh là con cá sát chứ. Để coi coi. Ngoài con cá út thì anh em mình đón ai sẽ chính xác. Vẫn chưa có kết quả. Vẫn chưa có kết quả. Chờ. Trời ơi. Xin kỳ hả? Giỡn với em hả? Rồi xong. Em nghĩ thắng mình rồi. Đó. Vậy là con cá xanh kỳ nó lên trước con cá sát rồi cả nhà ơi. Kêu dữ rồi. Thường cá xanh kỳ nó kêu dữ lắm. Cá sát ít kêu. Đợi chút cả nhà ơi. Tại comment em văn lưới cá mì dinh đó. Đang cuốn ngang nên mình đợi chút xíu rồi mới muốn tiếp được. Thấy cá xanh kỳ mà chưa đó
duy trì nữa hả? Anh em mình cuốn tiếp cái nhà, tranh thủ chứ để ngâm lâu quá dính dính cái út. Thì những cái xác này mình canh thời điểm vừa nướng vừa nhóm gồng xíu là cuốn liền, không có để ngâm lâu. Ghê nhỉ, gì vậy ta? Cá út không? Đôi mắt cậu buồn hiu hiu luôn. Cao quả ám từ từ chết tới bại. Chết tới bại. Cá gì? Sắp tới rồi. Hạt biết để đâu? Dịch tại dưới đây. Chưa tới. Trời ơi. Không kịp đứng dậy hả? Chưa kịp đứng dậy. Anh tôi thế bài là mình lấy lại cái gì. Cái bữa khuya khuya đó anh với anh Nghĩa đi về gặp phương chúng hết đấy. Ừ. Mà dính khúc ngoài hả? Dính đều. Bữa đó nhiều khúc ở trong này nó dính cái khác, cái thành kỳ khúc ngoài đó nó có lộn có út ở trong. Xác nó không không là vậy đó, không không đâm dính mấy con. Bữa nay đi thất thu rồi. Làm môn gì cũng thật chứ mà. Giờ còn môn gì chơi được nữa ta. Vô bè bốn thung nè. Vô bè câu cá lồng tông. Chơi môn cuối luôn. Tớ lại cao em anh câu cá lồng tông tới đây tới sáng. Thử thách 12 tiếng đồng hồ câu cá lồng tông à? Câu vừa tới phát thanh là tổng kết đi ăn hủ tiếu. Trời ơi, cá xanh kỳ không, nãy giờ không có cá xác nào hết trơn. Ba cá xanh kỳ à. Cá xanh kỳ mà nó không được bự. Cá út tiếp tục. Cá xanh kỳ nó không bự, sao cấu bự quá ta. Kỳ vậy ta. Úp nó rồi. Có dính lại gai. Tức quá là vô anh em mình ngủ dắt cái phim nước lớn khuya mình làm lại nữa xong. Tức quá. Cái gì này về nhà đi cái đít vô. Đâu có, giờ này ngủ ở ngoài anh, giờ này vợ ngủ rồi, vợ con ngủ rồi, không hay đâu. Mình ra chịu khó, mình ra giỏng, mình ngủ một bữa đi. Trời ơi. Cá gì? Ở đâu? Nãy giờ hai cá gì? Cá gì đây? Cá gì đây? Trời ơi, cá Út, hai ba con. Cá gì đây? Cá gì đây? Cá Út. Cá gì đây? Cá gì đây? Vẫn là cá Út. Kỳ ta.
cá này nắng nó chả có được, kiềm gấp nó vậy nè. Đó, thấy chưa, chiến thuật mới này ha, không bị chợt, không bị trơn đó, đó. Trời ơi, là lớn là anh cho tao biết mình chín cá nhiều chảy. Đấy giờ đỡ anh cu đỡ không? Trời ơi, nãy giờ đổi, đổi cá không? Ừ. Hả, bây giờ em có em cố khánh lưới bên đây, em đổi cho khánh lưới đó là đổi không? Lưới cá sét đây giờ không có sét nào chưa, có ba cái xanh kỳ còn như út không? Hai cái sét nữa. Ừ hả? Tính vòng hang tôi chạy. Ủa lấy cái dính hang tôi nữa. Vãi thiệt chứ. Từ từ. Đừng ngáp. Lưới còn nhiều. Chuyện còn hy vọng ha. Kéo 15.000 ký, 15.000 ký đây. Gào cá út khô. Nhi vẫn còn hy vọng hả Nhi? Còn, trời ơi. Vẫn còn hy vọng vô nhà ngủ được hả? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, được có cá xanh kỳ, quay qua cá út tiếp. Ký cá xanh kỳ cũng đỡ khổ, lấy giống lại được. Chắc này kiếm chừng 2 ký cá xanh kỳ nữa đi cũng được ha. Cũng gom lại cũng 2-3 ký xác xanh kỳ về bán có tiền để thôi là thất thu toàn tập luôn. Xanh biết rồi, tính đi vô bè câu cá lồng tông luôn. Cá lồng tông chứ giờ cá út thì còn nào nó bằng kilo. Cá út càng ngày càng bự, xanh kỳ nó càng ngày càng nhỏ. Thấy đường luôn. Bữa trước em cũng gỡ cá út mà trời nắng dắt trưa đó, em gỡ hồi em cũng hết thấy đường luôn. Em gỡ mà còn sót còn cá trong lưới luôn là biết rồi đó. Cút cầu áo mà còn sót là biết rồi đó. Gỡ hồi trời ơi có nữa rồi. Tới con chuyện hả gì vậy? Bây giờ bữa nay đi cũng hơi thất nhưng mà mình không có gì để kỷ niệm hết trơn. Nay mình sẽ chia của em nhí lại con cá sấu này. Bắt đầu mình thả vô diều. Để mà mốt nó lớn rồi mốt gặp con cá sấu này mình sẽ nhớ được cái ngày hôm nay. Cực khổ. Đi từ trưa tới giờ hả nhí? Trưa giờ. Chút xíu về bắt con cá sấu hồi nãy thả diều phải được. Chào ơi, bữa nay trúng cá dĩ. Nay cá dĩ quá trời nó lọt có xanh kỳ bự kìa. Nãy giờ con đó nó xanh kỳ rồi thấy trọng trọng đó. Hả nhí? Ừ, nó lọt đâu dưới luôn. Trời ơi, tôi gỡ cá sát cả. Dục nó ra đây. Sáng cái mình xuống mình kiếm đó. Phải ghế đi. Người view cái con này mới được. Rồi. Nãy giờ con cá xanh kỳ này là bự rồi cả nhà ơi. Con này ngon béo giống như cá sát vậy đó. Cái này thì bán cũng mắc tiền, 120. Còn mấy con cá út thì ít tiền nên nãy giờ dính cá út nhiều anh em mình không được vui. Con cá út này bự quá. Con cá út này có mấy chục ngàn ký. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu trong trời những ngày đầu dừa ba da miếng dừa đường mòn xưa dây nắng dầm mưa
cười nè, cười lên, cười này. Lên cho vui. Xanh kỳ. Nó vẫn là xanh kỳ mà cá út nó vẫn là cá út, chả thấy còn cá sát nào. Bữa lưới cá sát không có còn cá sát. Ghê thiệt, quá dữ. Còn ghê thiệt. Bữa lưới cá sát mà bắt cá xanh kỳ nè, cá út, cá dĩ, cá sủ. Bữa lưới cá sát không có còn cá sát. Đó cá út, đó cá dĩ. Trời ơi, rồi 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 rồi. Tới rồi, tới rồi. Ngon tới công chuyện. Ngon. Tới công chuyện. Điều gì đến nó cũng đến rồi. Vô. Cười lên cho vui. Cười hết. Đồng minh ta đâu hết rồi ta. Vô anh em ơi. Dù cho có lỗ nhưng vẫn cười cho vui. Anh em sao rồi, tôi vô rồi đó nha. Nay dân câu lỗ, lưới thì thấp. Xả mình đừng có buồn. Buồn chút. Có gì đâu mà buồn. Buồn chút thôi chứ. Lỗ rồi mới, không lẽ lỗ nữa sao mà sợ. Đúng không? Mai mình làm lại. Xăng người ta bán hoài mà. Ta đâu có nghĩ bán đâu mà sợ. Ham. Xăng mà còn bán là còn rỡ được. Là còn mua, còn đi qua sông tiền để chiến đấu được phải không? Dòng còn nguyên mà chưa gãy. Lưới còn mà lo gì. Bên nay mình thắt mê mình gỡ lại. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ đơn giản vậy đi, đừng có buồn. Về nhà hả buồn? Buồn vậy tao biết. Đúng không? Nó bữa hổm em diễn tả lại cho. Bữa hổm vậy nè, cũng lưới cũng mắc gốc vậy nè. Cái đạp gì đạp lưới dò vậy nè. Mà con cá út nó nằm đâu trên cái viền lưới vậy nè, em không biết nữa. Em dở lên thì em đạp nhẹ xuống vậy nè, mà sao nó trổ lên được hay kìa. Rồi đang cuốn lưới vậy rồi sao? Gán cuốn luôn. Mấy tiếng hồ bộ. Là con cá nó còn dính trong chân luôn. Cắt ra, cắt cái ngạnh ra. Cắt cái gai còn vậy là bắt đầu cho nó nằm yên đó rồi bắt đầu cuốn lưới tiếp. Cuốn xong mới về rồi mới đi bệnh viện. Trời ơi. Bữa hôm em nghĩ mình bị gai cá út ở đầm chỗ chừng. Vậy thì ta bước vô nửa lít vụ cái ta lấy cây kìm mà bẻ gai đó. Phải nhậu đâu mà nửa lít vụ luôn. Phải nhậu cũng đỡ nữa. Không biết nhậu à. Quá vậy khổ nhiều cái. Không biết nhậu nhiều khi cũng có lợi mà nhiều đôi khi có lúc là lại không có lợi nha. Phải lúc đó phải biết nhậu là quất vô một cái là lấy cây kìm nó rút cái gai ra luôn là khỏi đi bệnh viện tốn 201. 201 hay 200 mấy? 202. 202 hả? Trời ơi, sorry, sorry. Mất hết 10.000 con nhỏ. 202. Rồi gì? Rồi muốn hỏi cá út nhiêu ký thì khoảng tầm 30-40.000 thôi. Nhưng mà hỏi gai cốt nhiều là nữa, gai cốt 202. 202, gai cốt mắc. Mắc lắm, gai cốt mắc tiền. Gai cốt dệt thẻ. Trầu âu gầu 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 gầu. Trầu âu gầu gầu. Sát dính về cốt đỡ quá, đứng không vững. Giờ này ai dân lưới cũng dễ hết trơn, còn mình cưng ngoài sông là sao nhỉ? Thấy thầy hết tốp này tới tốp khác kìa. Thấy thầy đó thấy chưa, cũng nói nữa à. Út và Dĩ là đâu bạn thân ha. Tìm gỡ luôn nè, lưu bu đó luôn rồi nhé. Qua tiền chưa thật thử có đường hết, nó vô được, nó đâm được là mình gỡ nó được nè. Anh nghĩ lại rồi nhé, cưng hỏi thăm tình hình sức khỏe anh coi nha nhé. Em nghĩ là ổng không hơn như anh đâu. Thiệt. À, anh tới, anh tới, anh tới. Vô. Vô. Vô.
Sao rồi bạn Hiền? Anh nhí gỡ khí hay quá. Anh sao nhỉ? Đây là anh Nghĩa mình cả nhà. Sao? Bây giờ anh sao rồi? À, vợ ở nhà bình thường. Ồ, đâu? Gì vợ ở nhà bình thường đấy. Ồ, anh có lý hơn mình Nghĩa ơi, ổng cá bự không hả? Vậy mình có hẹn hơn hả? Ờ, qua coi, qua cái kéo kéo chứ. Ê, mình được con cá sát kìa. Đó, anh Nghĩa lại hên. Bây giờ có con cá sát nào đâu? Vậy hả? Bây giờ có đâu? Mình vậy là im rồi. Vậy mà nãy giờ không lại sớm cho ta nhờ. Hả Nhi? Trời ơi, tự nãy giờ cuốn chết. Nãy giờ có cái út không nè. Với cái gì? Nó ngó coi. Ông cúp này trúng bầy. Ôi dồi. Cái xác, cái xanh kỳ bành kilo không con nào lấy cái nãy không mà con nè. Vợ nhà có bầu ha, thèm cái gì. Cái gì à? Ở dưới còn nhóc á, ở dưới á. Ở dưới nè. Nhóc chân. Lấy gõ đi. Cái chân á. Vợ có bầu thèm ăn đồ độc độc không? Vậy hả? Thì sao vậy hả? Bởi mình bữa nay là cái gì nhóc chân á. Cái năm sáu con sao bị con. Đồ ăn xin không à. Vợ vợ được cái vợ có bầu toàn là xin đồ ăn không à. Cái xác mình để mình bán phải không? Cái dĩ này mình xin mình ăn không? Nè, hợp lý. Nè con có sủ luôn nè. Rồi trời. Ê, xin cái sủ luôn kìa. Có cái vợ không anh nhỉ? Có. Cái độc kìa. Trời. Cái vụ gì đó mình thiệt tình lắm. Con có nó vợt luôn. Kiếm nó có nó vợt luôn. Sốc đây rồi anh Tùng bưng cái thao đó qua lại nha anh. Đổi ra đổi cá, đổi cá. Ê mình chơi chương trình đổi cá hả chịu không? Trời ơi sao không? Sao vô đụng cho xíu à? Sao rồi sốc vừa? Trời ơi vô rồi mấy anh ơi, nó đứt viền tựa lưa hết trơn rồi mấy anh ơi. Đã đổi vợt khác. Còn nhiều vợt. Sao nó đứt viền tựa lưa lứ của em hết rồi mấy anh ơi. Bữa nay cái anh nghĩ cá bự không à? Hồ rồi con. Mấy con cá xanh kỳ như là ba sa vậy đó con kìa. Con cá dứa rồi. Hôm qua con nó mới vậy. Rồi hôm qua ruộng lưới về luôn hả? Ruộng luôn. Được chùm chân chục thức. Còn nhiêu lại gỡ cốt không? Cá uống mà thấy không? Ghét đó. Đó. Trời ơi trời, tính về mà kiểu này chưa về. Móc chưa? Chưa về được. Còn nữa mà. Rồi đó nha, gần đó cái thau đó có gì thấy vô nha. Từ lơ hốc mẹ cho mình. Hết đường lộn qua lộn tới đứt viền gì. Mời chắc chạy có dân chạy qua bè anh Tùng nữa quá. Đó. Phần lưới lên chứ không làm gì. Cứng quá. Cắn. Bẻ nó cắn anh. Anh lấy kìm của mía kìa, anh cắt đi nó giỏi. Rồi. Kìm mình cái cảnh sát tự quen rồi. Phân lên nhiều gửi tiếp cho. Từ. Vậy nó mới hấp dẫn. Con gái. Gỡ lẹ lẹ về vợ con nhà trong. Giờ không dám dài đây, câu người ta câu giờ đây anh cho nó ngủ đây. Cho vợ con anh trong, còn bây giờ bên đây tao dám về. Ta câu cho vợ nó ngủ dài mà còn suối nó thiệt chứ. Bỏ vợ mới kêu về trước đi. 220 mà dùng. Ta kêu về trước đi rồi ta cuốn từ từ. Đó. Đó. Đó cái xác bự. Hồi ôi nãy giờ mới thấy. Kéo lên. Ông Dục vô dò tôi 220 nữa giờ. Tôi bị ám ảnh cái vụ 220 này mà sao ông hù tôi ông nhé. Hồi nãy giờ mới thấy được cái xác mười cái đó. Ai gỡ nhanh nè. Trời ai gỡ nhanh, ai gỡ nhanh. Không xe lưới nha, không xe lưới nha. Ai gỡ nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Không xét sao nhanh không nha. Lên. Không xét sao nhanh được. Ừ. Rồi.
mình đủ lẹ hơn. Đó. Đói lộn rồi. Đó. Biết cái nào cái đầu cái nào. Rồi, cái... hết lứ rồi. Biết cục đập luôn hay gì. Rồi. Trời ơi. Chọn cái trái. Còn dễ gì hết được. Nó dính là nó phải dính tới cuối lưới nào. Ghê không? Còn gỡ đi tôi phân cọng dây tôi lên rồi cọng dây tôi phân đi. Lưới rồi cả nhà. Nó dài chừng 180 thước đừng. Hai trái phao tôi dồn lên trái đó mà tôi bơi chưa ra khỏi được tôi lướt ra dính nữa. Chơi gì? chơi buông lưới vậy. Giờ rồi. Hấp lưới rồi cả nhà ơi. Giờ anh em mình về. Giờ rồi, thôi anh nghĩ về trước ha. Bye bye anh nha. Nhớ nhớ vợ nhớ con quá rồi hả? Ừ, bye bye cả nhà. Nhớ nhớ con. Nhớ con. Anh em nghĩ cũng đỡ. Giờ rồi, anh em mình về tới bè cũng có Tùng rồi cả nhà ơi. Sống không? Sống không? Sống. Rồi, để vô cái màu vàng vàng để anh xúc lên cho. Giờ nè, coi như là anh bù mấy con cá dĩ với lại con cá này bù lỗ cho em. Thôi. Cất đi. Thôi. Cất. Thôi. Nè. Còn cách chút xíu. Có gì đâu nè, cái này là kỷ niệm. Kỷ niệm. Thôi. Cất đi. Thôi. Nhanh đi anh em cá đi vô vậy. Thôi, dẹp đi ông ơi. Cầm đi. Nè, cầm lên vô đi. Để bắt cá lại giờ. Cầm đi. Rồi. Con cá này giờ mình kỷ niệm với em nhí mình. Này em nhí mình là thích quá. Thả vô dèo của Tùng nữa nha. Đừng nhảy xong là ra ngoài lấy tiền lại cho nhí. Hên nó không nhảy xong. Được rồi. Gán sống nha con, gán bự nha. Chục ký đi. Vô đây là thức ăn đầy đủ. Bữa nay anh em mình thất rồi, mong cả nhà xem đỡ nha. Thay. Đây rồi. Tắt nước ha. Được rồi, thôi giờ anh em mình về xem video cả nhà có yêu mến anh em mình. Mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình nha. Và bây giờ thì Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và em Nhí. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo.